Dạ, đi lê. Thế như chị lấy cho chị cái dạ để ngon canh không ạ? À, xin chào tất cả mọi người à, mọi người ơi, mọi người vào đi. Hôm nay chắc là chắn là sẽ là hôm nay sẽ là gần như là buổi live à. Chắc là chúng ta chỉ còn một số live ngày hôm nay, tối nay và ngày mai thôi. Là chúng ta sẽ dừng không live stream nữa nhá. À, tại vì là em đã ngừng nhận đơn code từ ngày âm là từ qua rằm một chút thôi, em đã nhận dừng ship code rồi. Đây là các chị hãy vào săn áo dạ và săn hàng mua Tết sớm nhất đi các chị nhá. Rồi, lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tất cả mọi người nhá, và cũng gửi lời xin lỗi tất cả các chị mà đặt cái mã Q71 cũng như là đặt mã 80 và mã 85. Tại vì bên lỗi vận chuyển của bên em nên là hàng còn đến tay các chị chậm, cũng như là một số chị không đặt được hàng ấy. Thì hôm nay em sẽ lên chuyên các chị, gửi lời xin lỗi tất cả các chị, và cũng như đến giờ đi học rồi à, và cũng như là em sẽ gửi đến các chị những cái mã sản phẩm và giá tốt hơn nhá, để các chị có thể bù lại cái mã sản phẩm kia nhá, để các chị vẫn có thể là cảm thông cho shop nhá. Rồi, bây giờ mọi người đừng quên là các bước cơ bản là chia sẻ livestream cho em. Đạt mốc 100 người em bán áo dạ với giá là 99.000, đạt mốc 200 người bán áo dạ với giá là 59.000, và đạt mốc 300 người xem em lại bán với áo dạ với giá là 29.000, và đạt mốc 400-500 người xem em bán với giá 9.000 nữa các chị nhá. Người nào đạt mốc đầu tiên em nhìn thấy em sẽ like nhá. Và hôm nay chúng ta về có cái di lê màu mới rất là đẹp này, đảm bảo là các chị nào từng đặt di lê nâu tây rồi hôm nay cho lại đau ví ở cái màu này mất thôi. Rồi, mọi người ơi, bước đầu tiên thì mọi người hãy chia sẻ livestream cho em nhá. Rồi, em chào chị Ngọc Loan áo rất là đẹp, mọi người hãy chia sẻ livestream cho em thật nhiều, đặt mốc nhiều người xem để chúng ta cùng mua dạ với giá thấp nhá. Vâng, các chị ơi, nếu mà khi nào đặt mức 100 người sẽ bán áo dạ canh đang mặc này, đó là chính là mạng 85 với giá 99.000 nhá. Hàng này chúng ta có size L, XL và XXL các chị nhá, form nó khá là nhỏ. Rồi, chào Lan ạ, chào chị Nguyễn Luyến ạ, chào Selecti ạ, chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ shop nhá, dù là đợt vừa rồi trải qua rất là nhiều khó khăn với shop nhá. Rồi, chia sẻ rằng cảm ơn chị Nguyễn Thúy rất là nhiều, em cảm ơn chị Cơn Gió lại, hôm nay em nhận được hàng chưa chị? Rồi, chúng ta sẽ đi với mã đầu tiên là bán với giá 99.000 nhá. Bán với giá áo dạ này 99.000, có size L, XL và XXL nhá. Em sẽ mặc cái mã đi nhá. Và khi bán với giá 99.000 thì phải áp dụng với những người nào chia sẻ nhiều nhá. Chia sẻ nhiều livestream cho em nhá, phải chia sẻ thật nhiều livestream cho em nhá các chị nhá. Nó là chất dạ nhung các chị biết rồi. Em lại bill chưa có gửi áo cho không để em biết mà Q80 size em Nguyễn Mai. Thúy ơi, em kiểm tra cho bạn Nguyễn Mai của chị nhá. Chia sẻ rồi, mong em cảm ơn chị Hồng Loan ạ. Mã 03 nâu tây sao vẫn chưa có? 03 lúc nào nhà em cũng sẵn hàng mà chị ơi. Có khi nào do lỗi bên vận chuyển không? Chị gọi lại bên em kiểm tra đơn nhá. 03 lúc nào bên em cũng sẵn hàng mà, đi lên 03 bên em vẫn đang sẵn hàng đây. Hiện tại mã 03 và 04 đang sẵn hàng nhá. Rồi, ai muốn mua áo dạ này? Ai muốn mua áo dạ này với giá 99.000 khi mốc đầu tiên 99.000. Mốc đầu tiên 99.000 thì vui lòng comment cho em là 99. Ai muốn mua nhá? Ai muốn mua thì comment em nhá, còn không muốn thì chuyển mã khác nhá. Ai muốn mua mã này màu đỏ như em mặc, size L, XL và XXL thì comment cho em là 99.000 nhá, kèm theo số điện thoại nhá. 99.000 kèm theo số điện thoại luôn ạ. À, khi đặt mức 100 người là em nhìn người đầu tiên là em đọc luôn ạ. À, 99.000 kèm số điện thoại mã này nào, em chốt luôn là người nào đầu tiên em chưa nhìn là người nào. 99.000 kèm số điện thoại nào, đúng cú pháp cho em, 99.000 kèm số điện thoại nhá. Đặt mức tiếp em lại giảm nhá. Rồi, Nguyễn Hoàng Linh Chi nhá, Thúy ơi gọi điện cho bạn này đặt luôn áo này nhá. Nguyễn Hoàng Linh Chi là người đầu tiên nhá, gọi luôn Nguyễn Hoàng Linh Chi nhá, Linh Chi nghe máy luôn nhá. 0164748-7266. Linh Chi đã chia sẻ chưa? Linh Chi đã chia sẻ chưa? Nếu mà chị vào kiểm tra chưa chia sẻ là bên chị sẽ dừng lại nhá. Rồi, ok, chúng ta đến mức thứ hai nhá. Mức thứ hai đạt mức 200 người là bán giá áo này với giá 89.000 nhá. Nào, tiếp tục chia sẻ cho em, 99.000 kèm số điện thoại, comment 99.000 kèm số điện thoại và chia sẻ nhá. Đạt mức 200.000 là giá 89.000 nhá. Chào Hà Thoa, chào Kiều Anh ạ. Chào chị Nguyễn Khánh Ngọc ạ, em sẽ đọc tên người nào em nhìn đầu tiên này, em sẽ công bố ra rồi. Khi nào đặt mức 200 nha các chị nha. Chị Hằng Trần ơi, các chị ơi, những cái mã trước thì bên em mọi người phải gọi điện cho bên em nha, còn hôm nay em sẽ gọi điện trực tiếp nha. 99.000 nha các chị ơi, bây giờ là còn giá 89.000 ạ, 89.000 nếu đặt mức 200 người nha. Đặt mức 200 người thì áo này đặt giá 89.000 nha. À, hàng này bên em có L, XL và XXL, các chị nhớ thông số nha, L, XL và XXL nha. 89.000 nào, tiếp tục comment 89.000 kèm số điện thoại, comment liên tục cho em nào.
Khi nào đặt mức 200 người đầu tiên em nhìn thấy em sẽ dành những người đó nhá. Khi nào đặt mức 200 người đầu tiên em nhìn thấy, bây giờ là 184 rồi ạ. 187 rồi ạ, 187. Nhưng mà các chị phải chia sẻ nào, chia sẻ cho em nào, chia sẻ thật nhiều cho em ạ. Các chị không chia sẻ em không áp dụng các chị nhá. Hôm nay có cả mã quần mới này. Rồi 196 rồi, bắt đầu mọi người comment ạ. Rồi 96206 rồi. Chị Hải Lý Đỗ. Em xin lỗi em nhìn thấy chị Thủy Giáp trước nhá. Em xin lỗi em nhìn chị Thủy Giáp trước nhá. Công bằng nha, em nhìn chị Thủy Giáp trước nhá. Chị Hải Lý Đỗ đợi ở sau nhá. À, chị ơi, chị gọi cho em số này Thúy ơi. Thúy ơi. Em gọi chị Thủy Giáp mua áo này 89.000 này, gọi luôn nhá. Gọi luôn đi, khỏi các chị lại chờ kiểm tra chia sẻ chị luôn nhá. 0163 671 1680. 89.000 nhá, 89.000 nhá. Gọi cho chị Hải Thủy Giáp luôn nhá. Rồi tiếp tục chia sẻ nào, đặt mức 379.000 nào các chị ơi. Tiếp tục comment 79 kèm số điện thoại nào. 79.000 nào, 79.000 nào kèm số điện thoại cho em nhá. Các chị nhớ chỉ có LXL, XXL nhá. Rồi em sẽ gọi trực tiếp luôn ạ. Nào bạn mức 300 rồi, 79 đâu, chưa nhìn thấy 79 của ai ạ. 79 nào đặt mức 300 nào. 79 các chị ơi, còn có mấy người thôi ạ. 79 nào, comment 79 kèm số điện thoại các chị ơi. Comment 79 kèm số điện thoại các chị ơi. Rồi em nhìn thấy chị Anh Phan Thị Kim đầu tiên nhá. Rồi chị Hồng ơi gọi cho em chị Anh Phan Kim luôn nhá. 0168 650 7688. Được chưa ạ? 0168 650 7688. Các chị nhớ nhá, chỉ có L, X, L, X, L nhá. Chuẩn sang mã khác tiếp các chị ơi. Tiếp nhá, chia sẻ tiếp nào. 400 người bán giá 69.000 nào. Tiếp tục comment 69 kèm số điện thoại nào các chị ơi. 69 kèm số điện thoại nào các chị ơi. Comment liên tục thì sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy nhá. Rất công bằng nhá. 69.000 kèm số điện thoại nào. Sắp đặt mức 400 rồi các chị ơi. Chia sẻ live stream 79 chị nhá. 69.000 kèm số điện thoại các chị ơi. Comment nào 79 bán rồi nhá. Giờ 69 nhá. 69.000 kèm số điện thoại nào, còn 10 người nữa nào, ai comment nhanh nào. Rồi bắt đầu người. Rồi tình tròn đầu tiên chị ơi, Thúy Hương gọi tình tròn 69.000 nhá. 0978013140. Kiểm tra cho chị xem là bạn ấy đã chia sẻ chưa nhá, không phải chuyển cho người khác nhá. Rồi 59.000 nào các chị ơi, lên mức số 5 rồi. 59.000 nào kèm số điện thoại cho em nào. 59.000 kèm số điện thoại nào, LXLXXL dạ nhung chất đẹp nhá. 59.000 kèm số điện thoại nào các chị ơi, 59.000 nào. Selecty ơi, sai nhỏ đợi mã sau nha. Chúng ta tiếp tục chơi mã sau sai nhỏ nha. Em ai mà chơi sai nhỏ thì chờ sau mã viết nhá. Chờ mã viết 59.000. Hôm nay chị toàn chỉ chơi mini game cho mọi người thôi. Rồi 59.000 kèm số điện thoại nào. 59.000 kèm số điện thoại nào. Chị Thủy Giáp ơi, chị Thủy Giáp dòng ngoài chuyển mã khác nha. Chuyển mã khác thì đợi mã khác nhá. Nên nhớ mã này chỉ có LXLXXL nha. 59.000 kèm số điện thoại nào. Cố lên các chị ơi. 487 rồi ạ. 59.000 kèm số điện thoại cho người mập nhá. Rồi Thu Hường đầu tiên đặt mức 59. Chị Hồng ơi gọi cho em bạn Thu Hường nhá. 0966 278 661. Gọi cho em luôn nhá. 0966 278 661. Rồi 600 người nào, 49.000 nào, 49.000 nào các chị ơi. 49.000 kèm số điện thoại nào. Nhớ là chỉ có LXL nhá. Nếu không người ta chuyển mã khác nhá. Chia sẻ nào, chia sẻ nhiều nào. Đặt mức 600 nào, 49.000 nào các chị ơi. 49.000 nào các chị ơi. Chia sẻ nhanh cho em nào, chia sẻ nhanh cho em để em chuyển sang giá vét bán với giá 5.000. Rồi cảm ơn chị Hương Trinh ạ. Rồi bây giờ là 49.000 nào các chị ơi. Đừng comment 59 nữa chị Châu ơi. 49 kèm số điện thoại nào. Thanh Tâm comment rồi nhưng mà chưa đạt mức 600 nhá. Chia sẻ nhanh lên để đạt mức 600 nào. Rồi chị Phan Huyền ơi hãy comment cho em là 49 kèm size kèm số điện thoại nhá. 49 kèm số điện thoại nhá. Nào 49 nào, mọi người chia sẻ đi, bây giờ nó đang đứng ở 550 rồi. Chia sẻ đi các chị ơi, vừa comment vừa chia sẻ cho em để nhiều người tương tác nhá. Rồi em nhìn thấy các chị rất là nhiều rồi ạ. 49.000 kèm số điện thoại các chị ơi, 49.000 kèm số điện thoại và chia sẻ cho em ạ. 49.000 kèm số điện thoại và chia sẻ cho em để nhiều người xem nhá. Rồi còn 50 người nữa thôi ạ. 49.000 kèm số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Hôm nay là bán chiên cho các chị nhá. Em ơi, chị 59.000 mà không vừa nhường cho bạn khác đi. Nó 59.000 không vừa, đếm lắc đem chuẩn người khác nhá. Chị gọi cho chị Bibo Hoàng đi. 0945 0945 416074. Được chưa? Chắc là Thu Hưởng không vừa đúng không? Rồi 49.000 kèm số điện thoại các chị ơi. 49.000 kèm số điện thoại nhá. Rồi còn 30 người thôi ạ. Hưởng không vừa, đợi mã sau nhá. Sắp có mã tiếp theo rồi Hưởng ơi. 49.000 kèm số điện thoại các chị nào mặc LXL, XXL thì vừa cái mã này nhá. Rồi Hạnh Đinh ơi cố lên chia sẻ đi, giờ đang 568 nhá.
49.000 kèm số điện thoại các chị ơi, 49.000 kèm số điện thoại nào các chị ơi. Em sẽ chốt trực tiếp trên live và kiểm tra gọi luôn mọi người nhá. Tiếp tục comment cho em 49.000 kèm số điện thoại, 20 người nữa rồi, 20 người nữa ạ. 20 người nữa các chị ơi. Ôi rồi em nhìn Hạnh Đinh đầu tiên đặt mức 600, chị gọi cho em Hạnh Đinh đi. 0169643774. 0169643774. Rồi 603 rồi, tiếp tục nào. 39.000 người cuối cùng đây, đạt mức 700 đây, để em còn chuyển sang mã khác nào các chị ơi. 39.000 là người cuối cùng đây ạ. Để em còn chuyển sang mã khác cho người nhỏ một chút nhá. 39.000 người cuối cùng ạ, 39.000 người cuối cùng ạ. Còn một màu duy nhất nữa các chị nhá, 39.000. Chị Bibo Hoàng ơi, vừa gọi không được kìa, nhân viên của em bảo liệu gọi cho chị không được kìa. Chị comment lại số điện thoại đi, chị đi Bibo Hoàng. Rồi ok, chị nhìn thấy comment của mọi người rồi, mọi người chia sẻ livestream cho chị đi. Lên mặt mức 700 người ta mới có giá 39.000 nhá. 39.000 nào, chia sẻ thật nhiều nào mọi người ơi. Rồi 39.000 kèm số điện thoại các chị ơi, 39.000 nhá. Mức 39 hơi khó rồi, chuẩn bị chuyển mã khác luôn đây ạ. Ok, select đi, lẽ ổn định rồi, chào tất cả mọi người, toàn là người quen rồi. 39.000 cầm số điện thoại, chia sẻ mạnh nha mọi người ơi. 615 rồi ạ, 615 rồi, em chuyển sang bán áo 99.000 tiếp nha. 615 rồi, mọi người chờ một chút em chuyển mã khác ngay đây. Nốt 39.000 nữa em chuyển mã khác nha. Tiếp tục chia sẻ cho em nào, còn 80 người nữa là đạt mức 39.000 nha các chị nha, để em chuyển mã nha. Nào tiếp tục nào, chia sẻ cho em để em chuyển mã khác cho mọi người nhá. Tiếp tục chia sẻ cho em nhá. Bây giờ em sẽ ưu tiên chuẩn bị sang một mã nhỏ hơn cho các chị ạ. Rồi 3650 rồi, cố lên các chị ơi. 700 nào, 39.000 kèm số điện thoại các chị ơi. 39.000 kèm số điện thoại và chia sẻ đi ạ. 640 rồi, lại xuống mất rồi, còn 60 người nữa. 39.000 nhá, LXL và XXL các chị nhá, để em chuyển sang mã khác nhá. Rồi, trước khi em bán với giá 39.000 thì mã này chia sẻ đi mọi người ơi, Hường chia sẻ giúp chị đi ạ. Rồi mọi người nhớ nhá, mã này bình thường hiện tại ở shop em đang bán với giá là 290.000 ạ. 280.000 xin lỗi, 280.000 nhá, đừng thả tim mọi người ơi. Rồi 39.000 cố lên mọi người, 39.000 kèm số điện thoại đi ạ. Và chia sẻ cho em đi, chia sẻ để tương tác lên nha mọi người nhá. Rồi áo này ở shop hiện tại em đang bán với giá là 280.000. Và trong buổi livestream ngày hôm nay, nếu các chị nào mặc size L, XL, XL màu đỏ này thì bên em sẽ vẫn khuyến mại giảm giá cho mọi người, áp dụng những người chia sẻ thì hãy đặt hàng của bên em nhá, nếu không được giải nhá. Rồi 39.000 chia sẻ đi, 40 người thôi các chị ơi, sắp đạt mức 700 rồi nhá, chia sẻ tiếp cho em đi nhá. Chia sẻ lên ạ. Rồi 39.000 nào ai sẽ được mua với giá 39.000 nào. Rồi còn 20 người thôi ạ. Cảm ơn Thu Hương rất là nhiều. Rồi chia sẻ tiếp cho em đi các chị ơi. Rồi mọi người comment liên tục đi, rồi. Rồi ai người đầu tiên nào, em đang nhìn. Rồi 0974. Kiểm tra chị bạn Thiên Kim đã chia sẻ chưa nhá. 0974285594 gọi luôn cho em đi. Rồi ok các chị, cảm ơn các chị rất là nhiều. Em chuyển sang mã nhỏ hơn cho người nhỏ hơn nha. Tiếp tục săn đát cho mọi người nha. Tiếp tục nào. 29.000 mã tiếp theo nha. Rồi các chị ơi, em xin giới thiệu về cái mã sản phẩm này để mọi người đặt mua trước khi em chuyển sang mã cho người nhỏ hơn nhá. Mã sản phẩm này của bên em đó là Q85. Q85 ngày hôm nay thì bên em chỉ còn size to thôi, là XL, XL. Em bán giá ưu đãi với các chị là trong buổi livestream ngày hôm nay là 250.000. 250.000 nhưng duy nhất chỉ còn size to thôi. Bên em do xưởng nó gửi rất là vớ vẩn cho bên em, nhầm toàn size to cho bên em nên em bị nợ đơn khách cũ size nhỏ. Nên em quyết định xả giá sốc với áo này với giá là 250.000 thôi các chị. Chị nào ưng cái mã dạ nhung này, chất cực kỳ đẹp, mua tặng cho người thân ý, thì có thể đặt hàng bên em. Và áo này bên em cũng hỗ trợ một phần phí ship cho mọi người, nên mọi người đặt hàng còn để trực tiếp cho hai số hotline của bên em nhá. Để em sang giới thiệu mã khác, các chị tiếp tục chia sẻ livestream cho em nha các chị ơi. Rồi bây giờ áo này hiện tại em bán với giá là 250.000 nhá. Áo là canh đang mặc trên người đây. Rồi nó là chất dạ nhung hàng Quảng Châu các chị nhá. Hàng này chất cực kỳ đẹp rồi, quan trọng là nó size hơi to một chút nhá. Rồi em sẽ chuyển sang mã khác ngay bây giờ để mọi người tiếp tục chơi mini game, tiếp tục chia sẻ video cho em. Áo này các chị từ 52kg trở lên là các chị có thể mặc vừa nha các chị nhá. Select kia rồi, chuẩn bị con mã. Rồi chị ơi, em cao 1m58 nhá, em cao 1m58 và nặng 46kg. Em cao 1m58 nặng 46kg, hiện tại em mặc size L. Em cao 1m58 mà nặng 46kg, em mặc size L đấy các chị nhá. Tại vì thực ra form người của em luôn luôn thích mặc rộng rãi một chút ấy. Đấy, ok. Em cao 1m58 mà em mặc size L các chị nhá. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang cái mã mini game mới cho mọi người. Đúng rồi, cái này là size to nhá. Nên bạn nào đặt hàng thì vui lòng gọi điện cho bên em và hai số hotline, nhân viên của bên em đang trực đơn. 250.000 các chị ơi, 250.000 nhá. Một chiếc áo dạ nhung cực kỳ đẹp luôn, 250.000 ạ. 250.000 nhá. Đây, nó có đường viền tay rất là đẹp này. Rồi em sẽ ghi cái số hotline để mọi người gọi điện đặt hàng.
Em sẽ ghi số hotline của điện đặt hàng. Chúng ta tiếp tục sang mini game cho mọi người chờ đợi nhá. 0961136662 rồi. Tiếp tục 0961737736661. Ok các chị nhá. Đây là số hotline của bên em để đặt hàng, em đã ghim rồi. Chào Select kia, chị nhìn thấy rồi. Em chào chị Thủy Giáp. Tiếp tục chúng ta đến mã vét nhá. Tiếp tục chúng ta đến mã vét bán giá sốc cho mọi người nhá. Chia sẻ giúp em nhá. Rồi áo này chúng ta vẫn là giá là bao nhiêu ạ? Rồi sao nhỏ chờ em chuyển mã sau nhá các chị ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến áo này hiện tại nhá. Những người không trúng mini game ấy thì em sẽ bán với giá là 250.000. Chị nào đặt hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp vào hai số hotline bên em sẽ tư vấn size số phù hợp cho các chị nhá. Chị nào đặt hàng thì vui lòng gọi điện vào hai số hotline sẽ tư vấn size số phù hợp cho các chị. Và bây giờ em sẽ đến với một mã sản phẩm mới cho các chị. Nếu mà đạt mức em sẽ bán tiếp một mã sản phẩm cực kỳ hot của bên em cho các chị. Em sẽ bán chiếc áo dạ hàng này cực kỳ hot này với giá là 250.000. Áp dụng cho các chị chia sẻ thật là nhiều. Một người may mắn nhất trong ngày hôm nay chia sẻ thật là nhiều và đạt mức 1.000 người xem. Vì thế mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhé. Đạt mức 1.000 người xem mà em sẽ bán ra giá đấy các chị nhá. Rồi ok các chị gọi điện đặt hàng cho em hai số hotline đăng ký ở bình luận rồi. Chị nào ưng mã này gọi điện luôn cho em. Đặc biệt là chị nào mà mặc size to một chút ấy thì có thể tham khảo cái mã này. Cam kết là hàng đẹp với các chị nhá. Không ở đâu có giá rẻ hơn ạ. Và bên em hỗ trợ free ship sản phẩm này qua Shopee. Các chị có thể vào Shopee đặt hàng nha các chị nhá. Shopee của bên em là QT Việt Nam xuất khẩu ạ. Em chào chị Thủy Phạm Thị, nhìn thấy rồi. Chị ơi, size M hiện tại bên em hết ạ. Đợt này bên em chỉ còn dư toàn L, XL, XXL các chị nhá. Rồi, chào chị Phạm Ái Hoa, em sẽ chuyển mã mới ngay bây giờ ạ. Rồi, BB Bô Hoàng, chị gọi cũng không được. Chị ơi, chị BB Bô Hoàng ơi, em gọi bên chị không được ạ. Nhân viên em vừa bảo là gọi cho chị không được nha. Chị để lại số điện thoại đi ạ, chị đứng mua bên giá thấp mà. Chào xe Lucky ạ. Rồi, em sẽ chuyển áo gi lên ngay bây giờ, các chị chờ đợi nhá. Size bé không có, hay mã này không có size bé nhá. Rồi, chị cảm ơn xe Lucky. Chị biết nhá, chị biết những người luôn quan tâm đến chị nhá. Rồi, ai đặt mã này thì vui lòng mời đến cho bên em nhá. Đặt cho em nhá, mã này là mã 85-250 các chị nhá. Chỉ còn LXL và rồi, đây là mã canh nặng đây các chị ơi. Đây đây em có cả 2XL đấy các chị. L, XL, XXL đấy các chị. Đây em nhá, 250.000 nhá. Cực kỳ đẹp luôn, nhận hàng cực kỳ ưng luôn, chất dạ nhung nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đi lên cho các chị. Đây sẽ chuyển sang đi lên cho các chị. Đi lên hôm nay chúng ta đã về thêm mã mới cho mọi người nhá. Chúng ta đã về thêm mã mới, đó là di lên 04. Nhưng mà nó về thêm màu mới. Đó là màu này gọi là màu bã trầu. Shop sẽ gọi nó là màu bã trầu các chị nhá. Shop gọi nó là màu bã trầu. Đây là túi như này, có thể giấu bên trong nhá. Túi đây là mã 03. Đây là mã 03. Đây là mã 03 các chị nhá. Đây là màu bã trầu của mã 03 và màu bã trầu của mã 04 đây ạ. Và để giới thiệu sản phẩm này các chị em sẽ bán sản phẩm này với giá 99.000 cho áp dụng lượt chia sẻ đạt mức 900 người xem. Vì thế mọi người đã chia sẻ thật nhiều cho em ạ, 99.000 áo này thôi ạ. Đó là chất dạ, bình thường bên em đang bán với giá là 280.000 các chị nhá. Thiên Kim ok. Chào Hoàng Sơn ạ, chào Selecty nhá. Ok, biết dạ sao nhỏ chuẩn bị rồi chỉ một chút đi. Chào Thiên Kim, ship Hà Nội, phí ship Hà Nội nó rơi vào tầm 33.000 nhá. Các chị có Shopee bên em free ship nhá. Rồi, mã này bây giờ, mã di lê này hiện tại giờ em không bán giá 280.000 nữa. Em sẽ bán với giá là 99.000 ạ. Vì thế là chị nào hãy chia sẻ cái livestream cho em thật nhiều đạt mức 900 người xem ạ. 900 người xem thì không khó đúng không ạ? Chúng ta là đang 750 rồi ạ. 900 người là chỉ có hơn 100 người thôi. Là mọi người sẽ mua được áo dạ này với giá 99.000. Em biểu tiên cho hai chị duy nhất em nhìn đầu tiên comment 99.000 nhá. Kèm số điện thoại ạ, comment 99.000 kèm số điện thoại cho em. Sẽ được mua thử dùng thử cái sản phẩm áo dạ màu bã trầu hàng mới này bên em nhá. Chất dạ bên em không phải chê rồi. Hàng này cực kỳ đẹp và đơn rất là đông. Và mã này bên em là nó là mã di lê 04 màu bã trầu. À em xin lỗi, di lê 03 màu bã trầu nhá. Có size ML, ML các chị nhá. Em cảm ơn chị Châu đã mua sản phẩm nào chưa ạ? Rồi nào, chia sẻ để đẩy tương tác lên cho em nào các chị ơi, chia sẻ nào. 900 người xem là bán áo này với giá là 99.000 cho hai chị đầu tiên chia sẻ nhiều nhất. Rồi bây giờ là hiện tại em giới thiệu cái mã này nhá. Cảm ơn chị Hải Lý rồi ạ. Áo này bên em là Gile 03. Có cả 04 màu này các chị nhá, chúng ta có cả 04 màu này đấy. Hiện tại đây là Gile 03. Giá của Gile 03 trong buổi livestream của chúng ta vẫn là giá quen thuộc, đó là 280.000. Nó có hai size ML các chị lựa chọn. Hiện tại em mặc size L nó hơi rộng một chút này. Đấy, em mặc size L nó hơi rộng một chút. Các chị có thể hình dung ra một chị mặc như thế nào đúng không? Rồi em sẽ đồng ý bán với giá 99.000 nếu các chị chia sẻ nhiệt tình đạt mức 900 người xem nhá. Còn không là bình thường là áo này vẫn có giá là 280.000.
Đó là màu bã trầu ạ, đây là màu mới ạ. Em có thể đứng gần để các chị xem màu chất áo này nhá. Đây ạ. Chất dạ này thì chưa khách nào nhận hàng chê nhá. Chất dạ này chưa khách nào nhận hàng chê nhá các chị nhá. Chưa một khách nào nhận hàng chê luôn. Chẳng qua là có một số chị là mặc hơi kích thì bên em hỗ trợ đổi các chị nhá. Rồi tiếp tục nào, chia sẻ thật nhiều đi, đẩy tương tác cho em nhá. Đẩy tương tác cho em để mua áo này với giá 99.000 nhá. Còn bây giờ là Zile 03 không có size 65 rồi chị Phạm Ninh ơi. 65kg chị tham khảo cái mã 250 này nhá. Chị tham khảo mã 250 này nhá, dạ nhung này nhá. Dạ nhung 250 này thì chị tham khảo mã này là chị 865kg là mặc thoải mái XXL nhá. Phương Bằng ơi, thứ tư tuần trước là em đặt mã nào em gọi điện lại cho bên chị kiểm tra đơn cho nhá. Rồi chia sẻ mấy chục nhóm, cảm ơn chị Liên Trịnh. Rồi các chị ơi, chia sẻ rất là nhiều cho em nha, cảm ơn các chị rất là nhiều. Tại vì chúng ta không còn nhiều cơ hội để chia sẻ giúp em. Chúng ta sắp nghỉ Tết rồi và hầu như đây là buổi live gần như là cuối cùng. Tối nay sẽ live một buổi nữa, ngày mai sẽ live một buổi nữa, sẽ bán chân váy giá 10-20.000 nữa các chị. Và nên là chúng ta hãy nhiệt tình với nhau đi, hãy nhiệt tình với nhau chia sẻ rất là nhiều cho em nhá. Rồi chào Thu Hường, thấy Thu Hường ạ. Hôm trước lấy 3 cái về mặc chị trong cơ quan thấy mặc đẹp nên nhờ lấy. Ok chị Trương Châu, áo gì lên em được các chị giáo viên rất là ưu ái. Rồi ưu tiên rất là khen rất là nhiều. Rồi các chị nhớ nhá, ai đặt hàng cho em mã này thì nó là Zile 04, Zile 04, em xin lỗi, Zile 03, màu bã trầu nhá, có size ML nhá. Đây là hiện tại là màu bã trầu các chị này. Này. Em còn có màu khác cơ, em còn có rất là nhiều màu cho các chị nhá. Chị Hồng ơi, lấy cho em màu kia, cái màu đỏ luôn, ok đi. Quên màu trầu ở đây. Rồi, đây là Zile 03 các chị nhớ nhá. Em chuẩn bị đi làm, Selaki ơi, rồi. Chị Thanh Lê hỏi em gì ạ? À? Em trúng đặt qua Shopee nhưng làm sao được giá 39.000 thiên kim ơi. Nếu mà em trúng 39.000 thì bên chị chỉ gửi có bưu điện thôi, Shopee không chờ giá. Không chờ giá nha, không chờ giá, chờ free ship đơn 39.000 đâu. Cảm ơn Thu Hường rất là nhiều. Zile 03 đây các chị ơi, Zile 03 đây. Em bảo rồi đạt mức 900 người em bán giá đấy. Một nô cây nữa chị ạ. Zile 03 của chúng ta nhá. Đây là thực ra là hai cái mã 03 và 04 ấy. Nó na ná giống nhau. Đây em đang mặc đó là 03. À em đang mặc đó là 03. Còn có 04 như này nữa nha các chị nhá. Nhưng mà nói chung là các chị không cần lăn tăn về. Chị ơi, chị Nguyễn Thị Hải ơi, áo em đang mặc có giá là 280.000 chị nhá. 280.000 nhá. Hàng này hàng bên em sản xuất chất dạ ép cao cấp các chị nhá. Áo canh mặc có giá là 250.000 các chị ơi, gọi điện trực tiếp vào hai số hotline. Em đang ghi mở bình luận hoặc inbox vào fanpage QT Shop bên em tư vấn luôn các chị nhá. Rồi áo Zile của bên em là Zile dạng chất dạ ép đây các chị nhìn này. Chất dạ ép cực kỳ dày dạng này đấy, chị nhìn thấy chưa? Đấy bên em đã làm thẳng phiêu các chị rồi. Đấy giá của chiếc áo Zile này chỉ có giá là 280.000. Áp dụng cho chị nào chia sẻ cái livestream của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Ok các chị nhá. Rồi 57kg mặc size L chị Thúy Hằng ơi. 99k rồi, tiếp tục chia sẻ. Áo này bên em hiện tại nhá, hiện tại thì em đang bán với mức giá là 290.000. Em chỉ có 280.000 ạ. Nó có mã Zile 03 và Zile 04. Hầu như là màu nó như nhau. Đây, em đang mặc đó là Zile 03. Nó là màu này là gọi em gọi là màu bã trầu. Nó tươi hơn màu bã trầu ấy, nó cực kỳ đẹp luôn. Nó kiểu hơi cam cam bã trầu một chút. Rất là đẹp các chị nhá. Đặt hàng thì cần chụp lại màn hình thôi và inbox size số cho em vào fanpage QT Shop này, bên em sẽ tư vấn luôn các chị. Hoặc là các chị có thể gọi điện trực tiếp vào hai số hotline các chị nhá. Chúng ta gần Tết rồi nên là hãy mua sắm để diện Tết các chị ơi. 7-8kg bỏ qua không vừa thôi chị ơi. Selaki ơi, ủ chờ chị một chút nhá. Chất liệu dạ cao cấp các chị ơi, dạ ép nhá các chị nhá. Các chị nhìn dạ này. Đây, chất này bên em là bán rất nhiều và được các chị rất là ưng ý rồi. Đây em quay gần được các chị nhìn chất đây ạ. Đây các chị nhìn thấy chưa? Đây được ép phẳng như này rồi nhá. Rất là đẹp luôn. Và hiện tại em mặc trên người là màu mới về. Màu mới về của chúng ta nó là màu này, gọi là màu bã trầu các chị nhá. Để các chị có thể gọi điện đặt hàng, đây là màu bã trầu các chị nhá. Đây em quay một vòng các chị nhìn nhá. Em quay một vòng các chị nhìn nhá. Đấy, rồi ok các chị. Để em còn chuyển sang mã mới cơ. Em có rất là nhiều mã mới cho các chị. Rồi các chị ơi, chỉ còn mốc hơn 100 người nữa thôi, em sẽ bán áo này cho một hai chị duy nhất với giá 99.000 nhá. Hãy chia sẻ cho em nhá. Chào Phúc Candy, chào Mỹ Duyên ạ. Rồi, like fanpage QT Shop của em để ủng hộ tiếp tục tham gia những cái mã mới nhá. Các chị ơi, chúng ta hôm nay còn có sản phẩm dạ hàn này với giá sốc luôn. Nên các chị cứ tiếp tục chia sẻ đi, chúng ta sẽ dành cả buổi chiều nay cho nhau nhá. Em sẽ mặc lên người là cái mã để mọi người nhìn cái dáng 04 nhá. Đây là Zile 04, nó là màu nâu tây. Màu nâu tây nhá, màu nâu tây, màu cực kỳ đắt hàng bên em luôn. Đây là màu nâu tây. Các chị có thể so sánh màu bã trầu với màu nâu tây nhá. Màu bã trầu cũng rất là đẹp. Đấy, hai màu này cực kỳ hot luôn. Hai màu hot nhất của shop hiện tại dần dần bây giờ luôn nhá.
rồi chia sẻ nhiệt tình cho em với các chị ơi, và mời mọi người vào xem livestream đi. Đây là mã 04 màu nâu tây, tôi đang cho chị ơi cực kỳ xinh luôn. Giá bán hiện tại của nó là 280.000 các chị nhá, 280.000 rồi. Ok các chị, giá bán hiện tại là 280.000. Phương Candy ơi, lấy được áo rồi nhưng hơi dài đổi được, bên em hãy gọi điện trực tiếp vào số hotline của bên chị để hỗ trợ đổi chờ nhá. Chị ơi, cái này là có giá là 280.000 các chị nhá. Bên em bán với giá là 280.000 nhá. Chị ơi, mở nhỏ chút điện thoại này đi. 280.000 ạ. Có size ML cho các chị lựa chọn nhá. Các chị từ 43kg trở lên cho đến 55kg đổ về là có thể mặc vừa cái mã gile này của bên em các chị nhá. Này, em sẽ quay một vòng màu nâu tây, các chị nhìn ạ. Đây là màu nâu tây ạ. Có size ML. Đây, màu cực kỳ hot nữa đó là màu bã trầu. Màu bã trầu mới về. Đây, hai màu này xinh chưa các chị? Mặc màu nào cũng xinh đúng không? Mà mix đồ rất là dễ luôn. Mix đồ cực kỳ dễ luôn. Quá đơn giản trong mùa đông năm nay các chị nhá. Gile 04 nâu tây ạ. Thu Thúy ơi, quà tặng áo dạ hà này chị làm quà tặng trong buổi livestream nên mọi người cứ chia sẻ đi, chúng ta đạt mức 1.000 người chị sẽ chuyển ra quà tặng này. Cảm ơn Thu Hường rất là nhiều nhá. Sang năm Thu Hường chịu khó bán hàng online đi. Có giá dài size S không chị ơi? Hiện tại dạ bên em còn mỗi mấy size to thôi. Mã 04 nâu tây cho em một cái 55kg. Phan Hương Lương ơi, Phan Hương gọi điện trực tiếp vào số hotline đặt hàng đi, hoặc là inbox lại đi, inbox lại cho chị nhá. Rồi, mã 04 nâu tây ạ. Rồi, chị Trần Thị Nga ơi, chị Nga hỏi gì ạ? Áo dạ hà á? Đặt mức 1.000 người chị để tặng mini em thôi, không bán. Chị chia sẻ đi, chia sẻ là mức 1.000 người em tặng. Chị ơi, gile bên em là 280.000 các chị yêu nhá. 280.000 nhá. Giá em đang bán là 280.000 rồi các chị nhá. Em đang mặc trên người là màu nâu tây ạ. Em sẽ chuyển sang màu khác cho các chị xem nhá. Màu nó sẽ chuyển sang màu rêu các chị xem nhá. Em đang chuyển sang màu khác cho các chị xem nhá. Các chị gọi điện vào số hotline và ghi mời đặt hàng nhá. Rồi em sẽ chuyển sang màu rêu. Em sẽ chuyển sang màu rêu ạ. Màu rêu cũng rất đẹp. Rồi em chuyển sang màu rêu các chị đặt hàng đây ạ. Màu rêu đây nhá. Rồi màu rêu đây các chị ơi, đây là màu rêu nhá. Đó, rất là xinh đúng không? Và còn một màu nữa. Một màu nữa đó là màu đỏ đâu. Đây là màu rêu các chị nha. Đây là màu rêu thì những chị nào thích ra màu tối hơn một chút này. Tiếp tục chia sẻ đấy, chị ơi, đặt mức 800 đến nơi rồi. Quần em mặc là 180.000. 180.000 nhá. Quần này rất là đẹp, quần này rất là gọn và đẹp. Nhưng mà hầu như các chị không sợ cái gấu quần nó hơi bị nghịch một chút. Nó hơi, cái gấu quần nó kiểu gấu rách ấy các chị. Đây là các chị, kiểu gấu nó rách là hơi bị khó mà. Trần Thị Nga ơi, em nhìn thấy chị Trần Thị Nga rồi ạ. Chị ơi, rêu đây nhá, đây là màu rêu nhá. Cũng có hai size ML các chị nhá. Đây là mã 04. Chúng ta có cả mã 03 nữa nhá. Các chị nhớ nhá, có cả mã 03 và 04 nhá. Rồi em sẽ chuyển sang màu đỏ đôi các chị xem nhá. Em chuyển sang màu đỏ đôi các chị xem nhá. Tiếp tục chia sẻ đi các chị ơi, chuẩn bị đạt mức 800 rồi. Chúng ta chuẩn bị đúng mua áo gile về giá 89.000 những người may mắn rồi. Rồi tất cả đều là 280.000 chị Nhung Vũ và chị Nguyễn Linh nhá. 280.000 nhá. MQ80XL màu xám em còn một chiếc đấy chị Thanh Thủy ơi, gọi điện luôn cho bên em, bên nhặt xem. Rồi đây là màu đỏ đâu các chị nhá, đây là màu đỏ đâu ạ. Đây là màu đỏ đâu, rất là xinh luôn. Đấy, đây là màu đỏ đâu các chị nhá, các chị nhìn thấy chưa? Đây là xinh 809 người rồi. Chuẩn bị mua giá áo này với giá 89.000 cho hai chị may mắn rồi. Các chị chia sẻ đi, còn 70 người nữa thôi. Chia sẻ đi nào, nào vừa chia sẻ vừa comment cho em nào. Còn đặt hàng thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại nhá. Còn comment chỉ để cho người chia sẻ thôi. Rồi các chị nhớ nhá, giá bán của chúng ta là có giá là 280.000. Một chiếc gile dạ cực kỳ đẹp luôn. Một chiếc gile dạ cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đây là màu đỏ đâu. Rồi em sẽ mặc lại cái mã 03 màu bã trầu cho mọi người nhá. Màu bã trầu hot nhất hiện tại. Và bên em vẫn đang nhận đặt đơn mọi người bình thường nhá. Gọi điện vào hai số hotline cho bên em nhá. Rồi ok các chị, hoặc là nhắn tin luôn ở fanpage ạ. Chúng ta ơi chưa. Rồi cảm ơn chị mắt một mí ạ. Rồi cố lên mọi người ơi, cố gắng đẩy lên 100 người thôi là chúng ta sẽ có hai người may mắn mua áo này với giá là 99.000 nhá. Còn những người nào đặt hàng thì gọi điện vào số hotline, hoặc là đặt hàng thì inbox cho em là vào fanpage QT Shop để bên em check nhá. Rồi bây giờ chúng ta đang bán áo này với giá là 280.000 ạ. Các chị ơi, sắp đạt mức 900 người xem rồi. Ok, các chị chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream cho QT Shop các chị nhá. Rồi đây là màu này, nó là màu bã trầu nhá. Màu bã trầu là màu mới về, nó cây vải cực kỳ ít, số lượng cũng ít luôn. Nên chị nào thích màu bã trầu đặt hàng luôn cho em nhá. Để em giữ hàng cho các chị nhá, tại vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Đặt sớm là chơi Tết các chị nhá. Đây rất là xinh ạ. Chào chị Anh Kim ạ. Rồi em cảm ơn chị Đỗ Xuân. Cảm ơn Tình Tròn nhá. Quyên giao chứng rồi, cảm ơn Thiên Kim và cảm ơn các chị rất là nhiều. Thực ra cái mini game chỉ là một cái vui vẻ cùng mọi người thôi, để mọi người có thể ngắm sản phẩm hàng của bên em nhá. Rồi đây là màu bã trầu, đây màu mới về em cài màu bã trầu vào cho mọi người nhìn nhá.
em cài cái màu bạn trầu vào cho mọi người nhìn nhá. Đây ạ, các chị có thể kết hợp với len tao cổ bên trong. Len tao cổ bên em bán với giá là 130.000 các chị nhá. Đây ạ, hàng Quảng Châu dày dặn đây. Đấy, rất là xinh nhá. Rồi ok các chị, đây là mã này của chúng ta là màu bã trầu đây. Để dần dần chúng ta còn chuyển sang mã khác luôn. Tiếp tục chia sẻ đây ạ. Chị ơi, chất này chất dạ nhá, dạ ép đẹp nhá. Đây chất dạ ép đẹp này chị này. Các chị có thể nhìn rõ chất đấy nhá, dạ ép cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Rồi. Màu này là màu bã trầu, nhớ chưa các chị ơi, màu này là màu bã trầu nhá. Rồi em sẽ chuẩn bị line sang chân váy nhá. Chúng ta chuẩn bị có chân váy nhá. Rồi, màu này là màu nâu tây. Màu bã trầu và màu nâu tây là hai màu đang hot nhất của bên em hiện tại và đang đắt hàng nhất. Đây ạ. Đây là màu nâu tây. Các mã thì nó có mã 03 và 04 thì em vẫn còn số lượng nhiều. Nó chỉ khác nhau cái túi một chút thôi. Đấy. Đây đây chính là mã 0 đây chính là mã 04 đấy các chị nhá. Em còn áo len cổ 3 phân nhá. Em sẽ dành cái áo len cổ 3 phân nhá. Còn dáng dài chất tuyết mưa, dáng dài tuyết mưa chỉ còn mấy cái mã đằng sau em thôi. Rồi cảm ơn Thu Hường. Rồi ok các chị, em sẽ chuyển. Chị ơi, trên kia nó là áo chất tuyết mưa các chị nhá. Chất tuyết mưa các chị nhá. Chị ơi, nâu tây và tất cả các mã di lê của bên em đều có giá là 280.000 các chị nhá. 280.000 các chị nhớ nhá, 280.000 em đang mặc đây ạ. 280.000 nhá. Rồi, để em chuyển sang mã chân váy các chị nhá. Mã chân váy này em sẽ chào bán với các chị rất là đơn giản thôi. Chân váy xòe này, chân váy len xòe này. Giá chân váy này cực kỳ rẻ. Chân váy cực kỳ rẻ các chị nha, chờ em một chút nhá. Chị ơi, em lấy áo len màu đen gọi điện cho chị đi. Khoảng Lặng ơi, không được inbox cho chị đi. Inbox cho chị đi. Ôi Hoa Hồng Ngớt ơi, bị khóa tạm thời rồi à. Không sao đâu, tại vì đằng nào chúng ta chỉ còn 1-2 buổi livestream mà thôi. Tuyết mưa còn size S và M không? À, tuyết mưa em chỉ còn size L thôi, SM em hết rồi nhá các chị nhá. Vết dài đằng sau có hồng không chị ơi? Vết dài đằng sau chỉ còn hồng, còn màu như thế, còn mấy màu như đằng sau ấy, nhưng còn toàn size to thôi. Chị ơi, áo em đang mặc có giá là 280.000 nhá. Chị nào ưng mã này chụp lại màn hình và inbox cho bên em và fanpage Quinten Shop nhá. Ơ, lúc sáng thì còn một cái XL mà đúng không? Hay là gửi? Gói rồi. À, gói rồi à? Chị Thủy ơi, vậy bị gói mất rồi. Chị ơi, áo em đang mặc có giá là 280.000, 2 size ML rồi các chị nhá. Em sẽ thay chân váy luôn. À vì lúc sáng, chị bảo chị là Quý mới dọn lúc sáng, chị thấy nhưng mà hủy nó mất rồi. Rồi em mới chuyển chân váy các chị nhá. Đây là mã chân váy len các chị nhá, đây là mã chân váy len nhá. Chị màu nâu tây nhỉ, chị Thúy Ngân Na này em xem nào. Chân váy len này em có màu đen. Di len tiếp tục đặt hàng đấy các chị ơi, tiếp tục. Lan Đình ơi, gọi điện cho bên chị đi, màu bã trầu mình thích muốn đặt làm hàng thế là xong ơi. Chị Triệu Sơn ơi, chị thích màu bã trầu á thì á, inbox cho bên em đi, nhắn tin cho fanpage của bên em, Quinten Shop Việt Nam xuất khẩu này nè. Quinten Shop phải nhắn tin cho bên em đi ạ, bên em sẽ gửi hàng cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhận hàng nhá. Áo len 60kg vừa chị nhá. Di lên dâu tây có size S không? Bên em có size M, L nhưng mà M form cũng nhỏ lắm chị ạ. Rồi chân váy đây các chị ơi, chân váy len mới về các chị nhá. Chân váy len này là nó chất len. Đây, chân váy len đây rất là dễ, chất liệu chu này. Chân váy len này bên đây bên em đang bán với giá ưu đãi, các chị chia sẻ livestream của em với giá là 70.000 nhá các chị nhá. 70.000 thôi. 70.000 thôi nên chị nào đặt hàng nhanh cho em nhé, số lượng không nhiều nhá. Số lượng chỉ có 40 con hàng thôi. Có màu đen nữa nhá, có màu đen và màu nâu nha đang mặc các chị nhá. 70.000 chân váy len đây, em sẽ bóc chân váy len cho mọi người xem nhá. Chị Giang thì chị ơi, chị muốn đổi thì đổi được thôi, nhưng mà vấn đề là hàng nó đi chưa? Vấn đề là hàng nó đi chưa? Những bạn nào gọi cho bên em không được ấy, những bạn nào gọi cho bên em không được ấy. À, những cả chị Ngọc Phạm nữa vừa comment ấy thì có thể nhắn tin vào fanpage của Quinten Shop này luôn nhá. Nhắn tin vào fanpage luôn để bên em có nhân viên bên kia check đơn luôn nhá. Đây ạ, đây là chân váy len các chị nhá, chân váy len hạt xòe nhá. Chân váy len xòe đây ạ, có hai màu đen và màu nâu nha đang mặc nhá. Giá chân váy len này nó cái đường này nó gấp này, nó tạo cái độ bồng bềnh chân váy chị mặc nhá, nó không bị zoom cái chân váy xuống này, nó kiểu là nó gấp luôn, tạo độ bồng bềnh này. Và chân váy len này trong cái buổi livestream này hôm nay có giá là 70.000 đồng thôi, đặt hàng cho bên em luôn. Chân váy da còn nhá Hằng ơi. À, chị Minh Tuân ơi, lấy chân váy da màu nâu nữa à? Chân váy da màu nâu chị đặt đơn như nào? Em không biết là chị đặt đơn nào nữa. Rồi. Chị Vui Nguyễn ơi, áo dạ đỏ cách mặc có giá là 250.000 nhá.
chị Trinh Nguyễn ơi, 64kg chật rồi. Là chân váy dài hơn có, em chuẩn bị like xong mã chân váy bút chì nhá. Và hiện tại là mã chân váy này của em đang bán với giá là 70.000. Chị nào đặt hàng thì vui lòng gọi điện ngay vào số hotline em đã có ghi ở bình luận rồi, hoặc là chụp lại màn hình, hoặc là inbox cho fanpage Quy Tân Suốt bên em để nhân viên mấy em check đơn nhá. Nhớ là hãy cho em đầy đủ thông tin họ tên địa chỉ nhá, họ tên địa chỉ và số điện thoại nhận hàng các chị nhá. Đây là chân váy len này, mặc lên rất là xinh các chị thấy không? Mặc lên rất là xinh ạ. Chân váy len này hôm nay em đang bán với các chị với giá ưu đãi cho các chị nhá, là 70.000 nhá, 70.000 nhá. Rồi, chân váy màu đen đây các chị này, chân váy màu đen này này. Đây em quay gần để các chị xem chất nhá, chất len này là đẹp này đây. Ở dưới thì là nó không bo viền nhá, nó là len này. Nó mắc gọn như này chị này. Rồi, chân váy len 70.000 các chị nhá. Cái này thì hầu như là chị nào cũng có thể mặc được, tại vì cái chun len này nó co giãn rất là mạnh, và đặc biệt là nó có cái tạo độ bồng bềnh. Thì những chị nào mà vòng 3 nó nhược điểm vòng 3 nó hơi lép một chút ấy, thì các chị mặc chân váy này rất là ok. Mặc chân váy rất là ok nhá. Chị ơi, phí ship chân váy cực kỳ rẻ rồi. Phí ship chân váy này nó rơi vào tầm 25.000 thôi, tại vì nó khá là nhẹ. Chị ơi, áo canh mặc nó là chất dạ nhá, nó là dạ nhung ép đẹp nhá các chị nhá, và chất dạ 250.000 nhá. Chị Thùy Trang ơi, các chị gọi điện cho bên em đi, hỏi lên đây thì em sợ không trả lời đúng được nhá. Chị Phước Candy ơi, gọi điện cho bên chị đi đổi hàng là em gửi lại hàng cho chị và ghi rõ cụ thể trong nội dung là cái sản phẩm em muốn đổi, là bên chị gửi hàng cho em nhá. Rồi, đây là chân váy len giá 70.000 các chị nhá, có hai màu đen và màu nâu như em đang mặc. Đó, chị nào đặt hàng thì chụp lại màn hình inbox fanpage Quy Tân Shop hoặc là lên Shopee đặt hàng nhá. Chị ơi, em cao 1m58. Chị không còn quần 3D đâu ạ. Chân váy len 58kg mặc được ạ, mặc được nhá. Này, nó giãn rất là mạnh này các chị. Đấy, nó giãn rất là mạnh các chị nhá. Mùa này lạnh ấy thì các chị có thể mặc chiếc chân váy len này này, cùng với kết hợp một cái áo len điều điều các chị, và đi quần tất đi cho rất là thoải mái nhá. Rất là đẹp luôn. Đây, 70.000 chiếc chân váy len thôi. Đây là hàng sản của các chị rồi nhá. Sao shop không trả lời mình? Chị Minh Quân ơi, hỏi gì à chị Minh Quân? Chân váy len nhá, chân váy len áo canh em chỉ còn màu đỏ thôi các chị nhá, chỉ còn màu đỏ nhá, nên em mới giảm giá 250.000 nhá. Bước căn đi ơi, gọi mãi không được á. Em ơi đừng nhắn tin nhá, nhắn tin chỉ nhắn tin ở fanpage Quy Tân Shop nhá, đừng nhắn tin vào nick cá nhân của chị nhá. Phước gọi điện luôn đi, các bạn bên chị vẫn đang nghe máy mà. Áo dạ đỏ 250.000, chị Ngân Hà ơi 250.000 nhá. Link Shopee là Quy Tân Việt Nam xuất khẩu ạ. Rồi, đây chân váy 70.000 này có màu nâu và màu đen. Em chỉ nhận hàng cho chị nào inbox qua bên em hoặc là gọi điện đặt hàng vào hai số hotline. Em không nhận hàng qua comment ở đây nhá các chị nhá. Rồi, để em chuyển sang mẫu chân váy khác, em chuyển sang mẫu chân váy khác cho mọi người nhá. Đây, em mặc thử màu đen cho các chị nhá. Em mặc thử màu đen cho các chị xem nhá. Rồi, cho em sân chân váy ra đi, chân váy bút chì đi, rồi chờ em một chút nhá. Chờ em một chút các chị ơi. Từ từ em like hết mã này, em chuyển sang mã khác cho mọi người nhá. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang mã chân váy màu đen nhá. Chân váy 70.000 nha các chị nhá. Tiếp tục gọi điện đặt hàng cho bên em nhá. Có hàng là bên em nhập luôn, là hết hàng em sẽ báo hết hàng luôn nhá. Đây em sẽ mặc màu đen này, màu đen cực kỳ dễ thích đồ rồi. Đây là màu đen các chị nhá, đây là màu đen này. Đấy. Còn đây là màu nâu này, chất liệu là len nhá. Chất liệu là len đẹp nhá. Đây. Cảm ơn Thu Hường. Chân váy 70.000 trang trần nhá. Chị Minh Tuấn ơi, inbox đi nhá. Chị Minh Tuấn nhá, inbox nhá chị nhá. Dạ gốm á, dạ gốm là sao em chỉ còn size to thôi. Em chỉ còn size to thôi, nó không phải là dạ đâu nhá, nó là chất liệu áo vest đấy các chị ạ. Tính nhất sẽ like cho các chị nhá. Rồi, chân váy 70.000 màu nâu và màu đen như em đang mặc, cực kỳ dễ mix đồ cho các chị luôn. Cực kỳ dễ mix đồ cho các chị luôn nhá. 70.000 các chị nhá. Rồi, ok các chị nhá. Còn thấy chị không, áo canh mặc bao nhiêu, bao nhiêu kg vừa. Chị Thúy Phạm ơi, áo canh mặc của em là 250.000 nhá. Thúy ơi, Mai à, đưa bên kia Huyền, đưa chị Trang bên sữa đi. Màu tím than có áo dạ đẹp không chị Ngân Hà? Chị ơi em ở Yên Mô Ninh Bình nhá. Chào chị Thúy Phạm. Rồi, chào Lala Doraemon nhá. Chị ơi, áo dạ em mặc vừa nãy là 280.000 các chị nhá. Còn áo dạ này là 250.000 nhá. Chân váy là 70.000 nhá. Áo len cao cổ là 130.000 các chị nhá. Rồi, em sẽ mặc thử chân váy này để mix với áo dạ, để mix cái áo dạ lên xem nó như thế nào các chị nhá. Để mix cùng áo dạ xem lên như thế nào nhá. Chân váy len chị nhá, chân váy len chị Trang Trần nhá, chân váy len nhá. Đây em sẽ mix thử cái set này các chị xem, rất là xinh. Đấy. Đây, khi mà mix cả set lên xinh như thế này. Đây.
Đây, rất là dễ dàng. Bỏ tiền trong hàng hay sao? Bỏ tiền trong hàng dạo này hay bị mất lắm chị ơi. Cuối năm rồi, bên giao hàng nhanh hay là mất tiền lắm. Đừng nhận kiểu đấy. Áo canh số XL, chị Phạm Nguyệt ơi, để lại số điện thoại cho bên em đi chị Phạm Nguyệt ơi. Áo canh 250 số XL, để lại số điện thoại cho bên em đi ạ, chị Phạm Nguyệt ơi. Đây nhá, đây là gilê nhá, gilê 280 các chị nhá. 280 ạ. Đây là màu bã trầu nhá. Đây là màu bã trầu. Đây là màu bã trầu cho các chị nhá, để em chuyển cho cái mã khác cho các chị nhá. Áo này có màu khác nữa các chị ơi, áo này có màu khác nhá. Áo này em có màu nâu tây nữa. Em mặc thử nâu tây lên các chị xem nhá. Em có màu nâu tây, màu rêu, màu đỏ đô. Rồi các chị gọi điện vào hai số hotline đặt hàng cho bên em nhá, hoặc inbox một fanpage đặt hàng nhá. Đặt gilê bên em vẫn nhận đơn gilê nhá. Quần áo này là 250 là tôi dành cho chị à. Cân nặng từ 52kg trở lên nhá các chị nhá. Cân nặng từ 52kg đổ trở lên nhá. Chị ơi, gilê em còn đủ màu này, màu rêu là 1 này, em còn đỏ đô là 1 này, đỏ đô là 1 này, bã trầu là 2 này, bã trầu là 2 này, đấy, màu bã trầu là 2 này, bã trầu là 2 này, màu rêu là 3 này, màu rêu là 3 này, đấy, màu rêu là 3 này, và màu nâu tây nha, nó mặc là 4 các chị nha, màu nâu tây nha, nó mặc là 4 nhá. Gilê bao nhiêu? Gilê 280.000 các chị ơi. 280.000 nhá. Các chị nào từ 42 kg trở lên cho 55 kg trở về là vừa. Chứ 60 kg em sợ chật. 60 kg thì tham khảo cái mã 250.000 này chị nhá. 60 kg tham khảo mã 250.000 này nhá. Gilê này bên em giá 280.000 nhá. Các chị đặt hàng gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của QT Soi Đá Kim rồi. Nâu tây 55 kg vừa thì Trà Chanh ơi gọi điện đặt hàng đi ạ. Gilê không có XL, chỉ có mã đằng sau là XL thôi các chị nhá. Rồi em mặc thử áo đỏ sau các chị nhá. Chị ơi. Ba cái áo canh mặc bã trầu và nâu tây. Chị Thúy Phạm ơi, chị Thúy Phạm, chị để lại số điện thoại đi, chị để lại số điện thoại em mới đọc, em mới gọi cho chị được. Chị Thúy Phạm để lại số điện thoại đi nhá. Chất len chân váy đẹp nhá các chị nhá. Chân váy len 70.000 nhưng mà chất len đẹp với làn xả mà các chị. Chất len đẹp. Đây mặc lên nó sẽ như này. Đấy, chân váy len 70.000 các chị nhá. Có màu nâu và màu đen nhá. Có màu nâu và màu đen, ghi lên 59 kg, còn tùy thuộc vào chiều cao nhá. Rồi em mặc thử áo 250 canh đang mặc cho các chị xem nhá. Đây, em cũng là người gầy thôi và em đang mặc size L. Em mặc thử áo canh mặc cho các chị xem nhá. Đó là chất dạ nhung nhá. Thực ra là chất đẹp như đợt này em bị một máu gửi nhầm hàng cho bên em, nó lẻ và size to nên nó hơi lẻ sai một chút. Nên em bán giá tốt rồi các chị nhá. Để bù lại những cái hàng mà các chị đặt bên em không được nhá. Đây là áo dạ canh mặc đây, em phát cho chị xem nhá. Áo dạ canh mặc đây nhá. Đấy. Rồi em gầy, em mặc thì nó hơi bị rộng. Nhưng mà các chị nào động người một chút thì mặc lên rất là xinh nhá. Rồi. Màu nâu tây, size L. Trà Chanh ơi, Trà Chanh ơi inbox cho bên chị đi. Inbox này em cao 1m58 và nặng 46 cân. Chị ơi áo dạ 65 cân mặc vừa, mặc vừa ngay cả áo này nó mặc này size XL. XL áo dạ 250.000 này các chị này. 250.000 thôi nhá. Cho chị chân váy len màu đen. Chị Trang Trần ơi inbox cho bên em, gọi điện cho bên em nhá. Đừng đặt chân lai là hay bị mất đơn lắm. Hai chân váy đen và nâu nhé. Chị Vích Yên Trần ơi, chị ơi chị inbox cho bên em đi. Đừng để lại số điện thoại trên đây hay bị mất đơn lắm. Cho chị xem cái chất đấy tí ạ. Dạ nhung nhé. Đây ạ, chất dạ nhung các chị có thể nhìn rõ chất như này các chị nhá. Chất dạ nhung đẹp mà mềm mịn lắm, không xù đâu. Mỗi tội là nó còn lẻ size rộng thôi. Chị Thúy Vi ơi, để áo em mặc để lại số điện thoại cho bên em hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên em chị nhá. Hàng mới Ngọc Hoàng ơi, hàng mới nhá. Tất cả là hàng mới, bên em không bán hàng si nhá. Áo dài có màu rêu không? Chị ơi, giá bên em hết rêu rồi, chỉ còn mỗi màu đỏ để em theo giá đó thôi. Còn đây là áo gilê bên em phải có rêu nhá. Rồi tiếp tục chia sẻ livestream. Ship về Hà Tĩnh á, ship về Hà Tĩnh thì áo này nó rơi vào tầm 40.000 đấy. Hoặc là đặt cho Shopee đi. Mọi người cho Shopee đặt đi là được free ship nhá. Thúy. Chị Thúy Phạm Thị ơi, chờ em một chút nhá. Có chị nào rảnh không ghi hộ em cho số chị này, rồi giờ chị đặt cho 3 sản phẩm luôn cái, hỏi chị bận không ấy được. Rồi các chị chờ em, chị ơi ship Hà Nội thì bên em free ship qua Shopee đơn từ 99.000. Còn nếu mà các chị đặt hàng qua bưu điện hoặc là bên em gửi gọi đơn ý, thì là phí ship nó rơi vào tầm 30.000, 40.000 tùy cái sản phẩm.
Ví dụ như áo này thì nó phải rơi vào tầm gần 40.000 tiền ship ấy. Nó rất là nặng các chị nhá. Áo này rất là nặng nhá. Rất là nặng, nó chất dạ mà cực kỳ nặng luôn nhá. Rồi. Chị ơi, đỏ này là đỏ nhung. Đỏ nhung, đỏ cờ ấy, đỏ tươi các chị nhá. Đỏ cờ như kiểu cờ Tổ quốc ấy. Đấy, đỏ này đỏ tươi nhá, mặc trẻ trung lắm. Mặc trẻ trung mà đẹp lắm. Mặt hàng Q80. Chị ơi, Q80 bên em bị gửi nhầm mã thành Q85 nên em sale cho mọi người nhá. Q80 bên em bị gửi nhầm mã đó, nên một số người không nhận được hàng nhá. Các chị thông cảm cho bên em ạ, Q80 bên em bị gửi nhầm mã nhá. Chị ơi, ship thì hầu như là nó toàn rơi vào tầm 30 đến 40 nhá, kể cả các tỉnh từ Thái Nguyên hay trong miền Trung mình như thế nhá các chị nhá. Chị ơi, áo dạ 250, sai, đợi em một chút các chị ơi. Các chị ơi, gọi điện đặt hàng thì chờ em một chút nhá. Chị gọi điện luôn số hotline đi ạ. Chân váy bút chì á, chân váy bút chì chờ em một chút nhá. Đây, chân váy này 70.000 này. Thúy ơi, em ghi chỉ cái đơn này luôn cái 0126 832 8233. Em gọi luôn đi. Chị ra chị Thúy nhá. Rồi các chị gọi điện cho bên em nhá. Gọi điện cho bên em nhá. Chị Nguyễn Vui ơi, đơn Q80 bên em có bị lỗi một chút đấy. Shopee là các chị có tài khoản Shopee đặt hàng mua trên đó ấy à. Rồi chân váy da mọi hôm chị vẫn like lên hàng, chị vẫn nhận đơn nhá. Còn đây là chân váy len 70.000 nhá. Chân váy len 70.000 mọi người nhá. 60kg áo dạ à chị. Ừ, 60kg vừa áo này nhá. Chị đang mặc size L. Ship Ninh Bình 20.000 các bạn nhá. Áo em mặc 65kg vừa chị Huyên Hoàng ơi. Em có XXL cơ mà. Áo dạ 250 chỉ còn một màu đỏ duy nhất thôi nhá. Đây là ok các chị, là ai chưa gọi được cho bên em thì vui lòng là inbox vào cái fanpage QT Shop của em, xin số điện thoại để bên em gọi lại. Inbox vào fanpage QT Shop của em để em xin số điện thoại để bên em gọi lại tư vấn cho các chị. Các chị đừng để lại thông tin ở trên livestream. Để lại thông tin trên livestream rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng và nhắn tin gọi điện làm phiền nhá các chị nhá. Chơi áo dạ này 250.000 nhá, 250.000 ạ, ship Hà Nam cũng thế các chị nhá. Vâng, chị Nguyễn Vui ơi, đặt hàng tại shop cũng thế, tại vì là đợt đấy em bị thực ra là cũng có là đơn được đi, có một nhưng mà một số đơn không đi được. À, nhiều chị hỏi em mã này. Nhiều chị hỏi em mã này. Nhiều chị hỏi em mã này nhá. Nhiều chị hỏi em mã này. Nhưng mà nó không phải là dạ, nó là vét. Nó là chất vét, chất tuyết mưa, dáng dài. Và bên em chỉ còn L và XL. Giá niêm yết của nó là 620.000 nhưng bên em chỉ bán với giá là 150.000 thôi. Và áo này nó là mã vàng cốm V730 vàng cốm. Chị ơi, em có dạ jean em màu rêu mà, em có dạ jean em màu rêu mà. Chị Hà Thanh ơi, chị phải thông cảm cho bên em, không phải là em không trả lời bên chị mà nhiều comment quá nó ẩn comment nó không nhìn thấy chị Hà Thanh ơi. Áo dạ ấy có size S không? Hết rồi, Tom Huy hết size S rồi. Chị ơi, 50kg mặc size L nhá, 50kg size L, áo này chỉ còn vài con thôi. Em mặc thử các chị xem nhá, 150.000 nhá. 150.000 ạ, đây các chị nhìn này. Đây, giá niêm yết của nó là 620.000 cơ. Đấy. Đây, em đang mặc với chiếc váy xòe đấy, còn nhiều khi nhìn nó không hợp. Chứ các chị mà mặc với lại quần legging hoặc là mặc với lại chiếc váy body rất là xinh nhá. Rồi, mã này là 730 màu vàng cam, giá là 150.000. Chị Hồng ơi, ghi cho em số này gọi lấy áo dạ 250 nhá. 0162950546. 0162950546. Chị 57kg, chị tên là chị Hương. Nâu đen chân váy nữa này. Chị Vân Nguyễn này. 60kg XL nhá. 60kg XL nhá. Rồi chị Huyền Nguyễn ạ. Ok chị Huyền Nguyễn ạ. 730 em chỉ còn màu này này. Màu tím than là XL này. Màu tím than XL, màu đen L này. Đây V730. Còn đen L này. Còn đen L này, vàng chanh này. Tím than này. Đấy, chỉ còn vậy thôi các chị nhá. V730 nhá, giá 150.000 nhá. Chỉ còn L và XL các chị nhá. V730 các chị nhá. Chị ơi, áo trong người của em không có size ạ. Chị ơi, em ở Yên Mô, Ninh Bình nhá. Em quay đằng sau nhá. Khoảng lặng rồi, ok khoảng lặng nhá. Bên chị sẽ kiểm tra lại nhá. Áo chị đang mặc 41kg không vừa, em quay đằng sau các chị xem lại đây. Về đằng sau như này. Em mặc cái này đang bị rộng. Em mặc cái này đang bị rộng các chị nhá. Đây là V730 nhá. Còn màu đen này, màu vàng cam này. Và màu tím than, một cái XL. Hàng này em sale, giá của nó là 150.000 các chị nhá. 150.000 nhá. Rồi. Rồi,
giờ các chị ưng mã nào thì em sẽ mặc mã đấy cho các chị xem nhá. V730L. V730. Chị ơi em 46 kg ạ, à, dạ đỏ size L. Chị Hồng ơi gọi điện luôn cho em cho bạn Đặng Phương Nga nhá. 0974893813. Đúng rồi. Có ai gọi cho bạn ngân hàng chưa? Rồi các chị ơi tiếp tục chia sẻ cho em nào. Vết ngắn nay, vết ngắn chị cơn rối lạ rồi. Từ từ em nay, dần dần em nay cả buổi chiều các chị ạ. Dạ đỏ Đặng Phương Nga rồi nhá. Mình nhận đơn rồi nhá. Áo canh shop bi báo giá 280 phải không? Đúng rồi, 280. Bên em chưa tạo mã giảm giá nhá. Các chị chờ một chút nhá. Sau livestream này em sẽ tạo giảm giá xuống là 250 chị nhá. Chờ em một chút nhá. 46kg thảo bùi không vừa rồi. Mình chỉ còn L và XL thôi ạ. Mình chỉ còn L và XL thôi nhá. Nhanh em một chuyển sang mã chân váy cho các chị nữa cơ. Rất là nhiều mã luôn nhá. Chị ơi, vết sáng dài nhà mình còn màu phấn ạ. Hồng phấn nó là V730 ấy. Đây không phải V730, hồng phấn này là mã khác. Ừ. Bạn lấy hôm nay thử bạn xem nào. Chị ơi, hồng phấn nhà em là mã khác mà V730 nhà em chỉ còn màu màu đen, màu đây là V722, đây là V722 nhưng mà đẹp lắm, V722 đẹp lắm. Đây đây chị Quý, chị đang đưa lên đây mã V722 chị ơi. V722 đây 150 chị nào hỏi đây này, nghe nhìn luôn nhá. 150 nhá, V722 này ạ, chị nhìn rõ chưa? Đây đấy, chị đang ngay đấy, chị thấy không? Đây là V722 màu hồng phấn này ạ, chị nào ơi? Đấy, màu hồng phấn này. Nó là quá đẹp luôn, tại vì nó ít like được. Đây, V722 hồng phấn nhá, gọi điện 150 size gì đấy? 150 size L. Size L nhá. Dạ Di Lê, còn chị Lam Nguyễn Thị ơi, chào chị Phùng Tâm, Phùng Tâm nhá. Chào Lệ Ủn Ỉn nhá. Có lấy không Thúy? Bắt lấy luôn nhá, hết rồi đấy. V722 còn màu vàng cam XL. L. L. Đấy. Các chị ơi, V722 chị nào ưng tiếp em mặc thử V722 nhá. V722 150.000 nhá. V730 các chị gọi điện luôn đi ạ, mấy mã này ít lắm mà chỉ nhận đơn qua điện thoại thôi. Các chị gọi điện đi ạ, V722 màu vàng cam size L đây ạ, em mặc thử nhá. Em mặc thử nhá. Nhưng mà các chị để gọi điện đi, mã này ít lắm, chỉ nhận đơn qua điện thoại thôi. V722 hồng phấn có người đặt rồi. Phương ơi, áo dạ chị gửi cho em nhân. Em ơi, áo dạ ấy lúc chị gửi thì bên vận chuyển nó gom nặng và nó gói chặt vào để giảm cân nặng. Vì thế là em đặt giúp chị nhá, không nhân đâu. Hoặc là em có chỗ nào có là hơi em là qua một lần là từ lần sau là không nhân nữa. Tại vì nếu mà gần sốt thì bên chị là cho bọn em. Chị ơi, 52kg mặc vừa nhá, chị Mây Trang, Mây Trang nhá, em mặc thử nhá, em mặc thử V722 nhá. Vâng. Chị không, không còn cái V722. Chị ơi, nó chỉ còn mỗi màu ấy thôi. Đây, màu Linh Quý đang mặc luôn. Đây, size L này. Đây là size L nhá. Còn 2L và 1XL chị nào đặt có điện luôn cho bên em nhá. Đây ạ, V722 150.000 đây ạ. V722 150.000 đây các chị nhá. Tăng cân mặc vừa. Cho bạn xem. Ngắn. Tăng ngắn từ từ chị Lai. Đây, chị đang cầm đấy. Chị thấy chưa? Chị thích răng ngắn rồi. Em Quý ơi, cái kia có phải size S không? Size M. Chị đang cầm màu hồng mà. Chị đang cầm cái size gì? Dạ hàng này nó size S nhưng form nó rộng mà chị. Size S nhưng form rộng mà chị. Thấy chưa? Chị thấy chưa? V722 chị lấy gọi điện đi chị Bích Cân ơi, 150.000. Chị ơi. Chất đẹp lắm chị Quý ơi, chị cảm ơn Phước Cân đi rất là nhiều. Rồi có hai số hotline em ghim ạ. 150 mọi người nhá. Áo em mặc là 150. Màu vàng chanh. Màu vàng cốm. Vàng cốm. Còn 1L, 1L và 2L và 1XL nhá. V722 màu vàng cốm. V722 màu vàng cốm nhá. Các chị gọi điện luôn nhá. Gọi điện luôn cho bên em nhá. Ừ, Hương ơi, tại vì bây giờ mọi người phải đi làm hết rồi, tụt người xem thì mình like dần dần, có chị nào xem. Cái này em chỉ còn, chị ơi, dạ dài 65kg, chị mua cái mã này này chị ơi. Đây ạ. Các chị gọi điện nhá, mấy cái mã xả 150 này em không nhận đơn qua đây được đâu, rồi các chị gọi điện hết là hết nhá. Là 65kg sợ chật, đây chất tiết mưa nhá. Đây chất tiết mưa các chị nhá. Đây áo dạ à quý chị ơi, áo dạ à, chị nào 65 cân này hỏi mã này 250. Em đang mặc không phải là dạ đâu, em đang mặc là chất vét, chất tiết mưa.
không phải là dạ đâu các chị nhá, không phải là dạ đâu nhá, còn L và 2XL nhá. Dạ này còn áo vest này còn giá niêm yết 600 mấy thôi. Bây giờ sẽ chuyển sang like dáng ngắn cho mọi người đặt đơn. 6 lạng 4 cái có mặc nào được không chị Mai? Chị ơi 46kg giờ không vừa rồi. Chị Trần Thúy ơi chị hỏi gì à? Chị Châu ơi áo dạ Hàn thì hôm nay em sale thì vẫn là giá là 530. Nhưng mà nó rộng lắm chị ạ. À. Cái hồng phấn này nó là dáng ngắn nhưng mà nó chỉ còn L thôi, cũng là 150.000. Nó còn L thôi, nó là má vét cổ không tay V707. Nhưng mà những cái mã ngắn này dành riêng một buổi live cho mọi người. Tại vì nó có cả chân váy kèm theo cả set thôi. Nó có cả chân váy kèm theo cả set thôi. Nên không thể live như này được các chị nhá. Chị thông cảm giúp em nhá. Rồi. Tiếp tục nào, tiếp tục gọi điện cho bên em để chốt đơn những cái mã di lê nào. Chị Vũ Giang ơi, áo dạ đỏ 56 cân vừa nhá. 56 cân chị mặc size L chị Vũ Giang nhá. Ok chị Hiền Mai, em thử lại di lê luôn bây giờ cho các chị xem nhá. Các chị tiếp tục chia sẻ livestream cho em đi ạ. Chị ơi dạ dài tay thì em sẽ dành một buổi livestream khác cho mọi người. Chị Trần Thúy ơi vâng, kiểu không phải ông tay rộng em có mà. Tại vì bây giờ nếu mà live vét ngắn thì phải đợi một ngày nào đó mà mọi người không gọi điện số hotline ấy. Chị nào chốt đơn là em gọi trực tiếp luôn. Đấy chứ bây giờ hai số hotline đang bận. Hai số hotline đang bận mà em live dạ ngắn thì rất là lộn xộn nhá. Các chị chờ buổi sau nhá. Các chị gọi điện cho bên em đi nhá. Mấy cái di lê của bên em vẫn là 280 nhá. Di lê vẫn là 280 nhá các chị nhá. Di lê vẫn là 280 ạ. Chị nào đặt hàng đây nhá. Đây các chị thấy không? Đây là di lê 03. Đây là di lê 03 nhá. Đây là di lê 03 nhá. Cái túi này giấu ở bên trong này. Giấu ở bên trong này. Đây là di lê 03 nhá. Màu mới nhá các chị nhá. Đây là màu cam vã trầu nhá. Đây là màu vã trầu nhá. Rồi, em sẽ mặc thử di lê. Cái di lê 03 màu vã trầu này em có cả 04, có màu vã trầu như này chị nhá. 04 có màu vã trầu như này nhá. Rồi, em sẽ chuyển sang màu khác cho các chị nhá. Đây là màu đỏ đô này. Đây là màu đỏ đô này. Đây là màu đỏ đô. Đấy. Đỏ đô của 04, đây là đỏ đô của 04. Đây là đỏ đô của 04, đây là đỏ đô. 280.000 các chị nhá, 280.000 ạ. Chị ơi chất dạ nhá. Hồng phấn ngắn còn chị Trần Thủy ạ. Nhưng mà em muốn là cái áo vét ngắn ấy em muốn là dành riêng một buổi em livestream để mọi người đặt vào bên em gọi điện luôn trực tiếp xong mã nào hết bạn ấy. Tại vì em còn 100 con nó lẻ sai lẻ số, không thể đặt hàng kiểu này được. Thúy Nguyễn ơi, mai chị đi lấy váy liền để mọi người chơi Tết nhá. Tại vì là cái áo hồng kia em có chân váy nữa. Đấy, like thế này rất là khó. Dành riêng một buổi các chị. Có dạ dài tay size nhỏ không? Chị ơi, mai em không rồi. Đúng rồi, áo canh mặc có 250 mọi người đặt hàng ngay nhá. Rồi, đây là màu đỏ đô nhá. Rồi, đây là màu rêu đây. Màu rêu đây. Ơ, sao thằng báo nó in thế nhở? Nó làm gì vậy? Đây là màu gel các chị nhá, đây là màu gel nhá. Và còn một màu cực kỳ hot nữa, đó là màu nâu tây. Đây, màu gel các chị nhá. Đấy, rồi. Rồi, còn một màu cực kỳ. Còn có một màu cực kỳ hot nữa, đó là màu nâu tây. Nâu tây. Nâu tây hot của năm nay. Lúc nào cũng cháy đơn nâu tây. Di lê dạ bên em luôn cam kết hàng đẹp, chất liệu đẹp cho mọi người. Di lê của bên em là 280.000 các chị nhá. 280.000 ạ. Khoảng lặng ơi, cái đấy chỉ có XL thôi. Áo canh mặc chỉ còn một còn size to thôi các chị nhá. Bên em sale 250 nhá. Di lê 43 cân 1m50 mặc được. Mặc được Kim Thu ơi, mặc được chắc chắn là đặt được. Dạ chị ơi hết rồi 48kg 1m58 bị rộng rồi. Di lê 280k các chị ơi. Các chị ơi, các chị đặt V730, 722 được gọi điện cho bên em nhá. Sau em ở Yên Mô, Ninh Bình các chị nhá. Đây ạ, đây là mã di lê đây. Di lê hot, đây là di lê 04 nhá. Đây là di lê 04. Di lê 03 và 04 thì... Đây là di lê 04, 03, 04 đều đẹp.
sản phẩm nào thì chị bấm gọi luôn là được. Cao 1m50, 50kg. Mặc cái bã này được mà, mặc size L. Vâng, vâng. Chị Tuyến ơi, áo vàng hôm nay em mặc thì mọi người gọi điện chắc là gần hết rồi. P22 hết hồng rồi, lệ ủ nín ạ. Dạ các anh em còn, chị Nguyễn Thủy nhớ em còn L, XL, XXL chị nhá. Cao 1m62, 52kg, size gì, cho sản phẩm gì. Lâm Đường ơi, lúc đầu chương trình chị bán dạ 99.000, 9.000, 29.000 và 39.000 hết rồi thầy. Lúc đầu chương trình chị có bán hết cho mọi người rồi thầy, em ở ngã ba ngò nhá chị Quyên lô. Rồi chị Huyền Nguyễn, ok chị ghi lên 04, ok gọi điện cho bên em đi, hoặc là inbox cho bên em nhá. Vâng ạ, à, chị Kim Thu là thêm sơ mi trắng em còn nhá. Rồi, các chị nhớ chưa, mã chân váy này bên em nhá. Mã chân váy này nhá, 70.000 nhá chị nhá. Chân váy 70.000 nhá, em có đen và màu nâu nhá. Em có đen và nâu nhá. Chân váy này rất là xinh, 70.000 mà cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhá, sắm một chiếc chân váy nhá. Lên Shopee đặt chân váy nhá chị nhá. Lên Shopee đặt chân váy nhá. Rồi hết rồi chị Lâm Đường ạ, à, 46kg, 1m53, mặc được gilet 03, được chị Hiền Mai ơi, mặc được nhá. Sơ mi trắng bên em là 130.000 nha chị nhá. Và chị lên Shopee để xem nhá. Các chị gọi cho số và đặt hàng nhá, số em đang ghi vào bình luận rồi nhá. Bây giờ là cũng mà vào đầu giờ chiều rồi. Vào đầu giờ chiều rồi, bây giờ em phải đi check in book cho mọi người. Em phải đi check in book và trả lời điện thoại của mọi người. Dạ khuy sừng em hết rồi chị Tân Đào ạ, à. Dạ khuy sừng em hết rồi nhá. Bây giờ em phải đi check inbox và trả lời inbox của mọi người, cũng như là để nghe điện thoại chốt đơn cho mọi người. Các chị nhớ mã nhá. Bây giờ em nhắc lại một lần cuối nhá. Váy len chị nhá, váy len đây là váy len nhá. Váy 70 là váy len nhá. Váy 70 là váy len nhá. Rồi bây giờ em sẽ nhắc lại một lần cuối các mã. Em chị Nguyễn Thủy ơi, 49kg không vừa rồi. Chị ơi áo dạ canh này em bán 250 nhá. Ồ, làm mờ 280 là giá đi chuẩn luôn nhá mọi người nhá. Ghi lên 280 chuẩn nhá mọi người nhá. Bây giờ em sẽ bạc, em đến loát lại. À, em mặc lại giá dạ đỏ sau lưng nhá. Có phải chị ở Vinh không? Có phải chị ở Vinh không? Đây, em mặc lại cái gì này cho chị xem nhá. Giờ em sẽ qua từng mã cuối cùng nhá. Em loát lại một lần cho mọi người để đặt hàng nhớ nhá, nhớ mã nhá. Đây là chất dạ nhung màu đỏ, đỏ cờ rất là đẹp. Chất dạ nhung này của chúng ta có giá là 250.000. Bên em chỉ còn size L, XL và XXL cho các chị từ 50kg trở lên cho đến 65, 68kg trở về là có thể được mặc được cái dạ này các chị nhá. Chúng ta có size L, XL và XXL. Giá sản phẩm này có giá là 250.000. Giá sản phẩm này có giá là 250.000 cho mọi người nhá. Đây ạ, à, em đang mặc size L và em cao 1m58, nặng 46kg. Các chị đặt hàng sản phẩm này thì vui lòng gọi điện vào số hotline cho bên em. Em đã ghi trực tiếp ở cái comment rồi. Hoặc là các chị có thể inbox cho bên em, chụp ảnh màn hình, inbox cho bên em vào fanpage Peter Shop và đặt hàng. Đây là mã thứ nhất trong buổi livestream ngày hôm nay. Mã thứ hai em giới thiệu với các chị trong buổi livestream ngày hôm nay, đó là mã Zile. Zile chúng ta, cái màu bã tròn này chúng ta có Zile 03 và 04. Các chị ưng mã nào gọi điện cho bên em tư vấn ạ. Đây là mã Zile 03. Chúng ta có thể giấu cái túi này đi vào bên trong. Màu em mặc trên người nó là màu bã trầu. Hàng này có 2 size ML. Hàng này có 2 size ML các chị nhá. Hàng này có 2 size ML. Giá sản phẩm em đang mặc trên người là áo Zile dạ, có giá là 280.000. 280.000, các chị từ 42kg cho đến 55kg đổ về là có thể mặc được cái gilet của bên em. Đây là màu mới về, là màu bã trầu hôm nay em giới thiệu với các chị. Rồi, màu tiếp theo của cái gilet này em sẽ giới thiệu đó là cái mã gilet 04. Để các chị có thể nhìn dáng gilet 04 khác gilet 03 như thế nào. Đây ạ, gilet 04 của chúng ta đây là màu nâu tây. Màu nâu tây cũng là màu rất là hot của năm nay ạ. Và giá của nó vẫn là 280.000 các chị nhá. Ngoài ra thì chúng ta có màu đỏ nâu và màu rêu. Ngoài ra chúng ta có màu đỏ nâu và màu rêu các chị lựa chọn nhá. Có đỏ nâu và rêu các chị nhá. Ngoài ra chúng ta có đỏ nâu và rêu các chị nhá. Đây là màu rêu ạ. Đây là màu rêu các chị nhá. Đây là màu rêu. Đây là màu rêu. Và đây là màu đỏ nâu các chị lựa chọn nhá. Lúc nãy em có mặc trên người rồi, các chị có thể xem lại cái livestream của em nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo của buổi livestream ngày hôm nay đó là chân váy ạ. Chân váy len em mặc trên người có giá là 150, xin lỗi, có giá là 70.000. 70.000 có hai màu, màu đen và màu nâu. Sản phẩm này có giá là mã chân váy 70.000 nhá các chị nhá. Chân váy đen 70.000 ạ, màu đen và màu nâu ạ. Đây, nó là chất co giãn rất là dễ chịu nên các chị nào cũng thể mặc được nhá. Chất liệu là len nhá. Ở dưới nó không bo viền đâu các chị, ở dưới nó không bo viền đâu nhá. Nó móc rất là cẩn thận rồi. Đây, đó là chân váy len 70.000 các chị nhớ nhá, có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Ok các chị nhá.
chị có thể gọi điện trực tiếp vào hai số hotline đặt hàng. Rồi, gọi điện trực tiếp hai số đặt hotline đặt hàng. Hoặc là các chị có thể nhắn tin vào fanpage QT Shop cho bên em. Nhắn tin vào fanpage của QT Shop cho bên em các chị nhá. Bây giờ chúng ta cũng muộn rồi, chúng ta đến giờ nghỉ. Và buổi tối chúng ta sẽ gặp nhau sau ở buổi lại vào cái phần livestream sau. Đấy, xin cảm ơn tất cả các chị đã ủng hộ QT Shop và theo dõi bên em nhá. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Chúc các chị một buổi chiều rất là vui vẻ nhá. Chị Thắm Trần ơi, thực sự bây giờ em chưa thể live vết ngắn được, tại sao ạ? Tại vì bây giờ vết ngắn em đang mã rất là lẫn lộn. Đấy, rất là lẫn lộn. Mà nhân viên của em đang trực điện thoại. Thì em muốn là dành một buổi riêng để live vết ngắn sau mọi người nhá. Dành một buổi riêng buổi tối live vết ngắn cho chị nhá. Rồi, chị Lê Đỏ Đô, Nguyễn Định ơi, gọi điện cho bên em hoặc là nhắn tin luôn cho bên em nhá. Số điện thoại đây chị Tommy ơi. Em có ghi mà bình luận rồi đấy. 0961136662. Chào Thu Hương. Chào Thu Hương rất là nhiều. Mã đỏ XL, ok chị Trúc Long nhá. Ok chị Trúc Long nhá. Rồi 0967376661 hoặc là hai số hotline của bên em. Xin cảm ơn các chị rất là nhiều nhá. Đúng rồi, các chị muốn đặt hàng trên Shopee thì vào QT về năng xuất khẩu đặt hàng được free ship các chị nhá. Rồi các chị ơi, QT Shop là fanpage của em đây luôn rồi. Các chị vào nhắn tin cho em mà được mà. Các chị vào nhắn tin cho em mà được mà. Hoặc là comment ngay cho em ở dưới những cái bài viết của em. Chị ơi, 54kg cái áo 250.000 này thì 54kg chị mặc cho em size L nhá. Đỏ Đô ok, Nguyễn Định nhá. Rồi còn chị nào, bây giờ còn chị nào mà đặt hàng mà chưa có người gọi điện hoặc chưa nhắn tin thì comment cho em xin số điện thoại em chụp lại màn hình nè. Ok chị Nguyễn Thị Thủy à. Em chụp lại màn hình rồi. Áo vừa mặc đẹp thì đúng rồi, to mắt. Chị ơi, khoác giả xanh dơ bên em hết rồi. Rồi chị nào mà không tìm được. Rồi em chụp ảnh với Minh Tuấn rồi nhá. 55-56kg chị hỏi sản phẩm nào chị Trúc Long. Chị hỏi sản phẩm nào. Chị ơi, ship Thái Nguyên tùy sản phẩm. Chị ạ, nó rơi từ 30 đến 40 nghìn. Còn các chị có Shopee thì đặt lên Shopee được free ship. Ok chị Huyền Nguyễn đặt sản phẩm gì đấy chị Huyền Nguyễn ơi. Chị đặt sản phẩm gì đấy. Áo nâu tây 65kg không vừa rồi chị Mai Lê ơi. 65kg chị có thể tham khảo cái mã này này. 250 nghìn thì mã dạ nhung để xa XL nhá. Chị Hoa Huỳnh ơi, bên em đang nghe điện thoại mà. Q80 Zile ngắn hơn Q80, ngắn hơn một chút đấy. Phước Can đi nhá, ngắn hơn một chút đấy. Ok chị Đặng Thu ạ, em đang chờ chị Tươi Vũ gửi lại nhá, em nhớ rồi ạ. Chị ơi, áo dạ mẫu mặc chỉ có màu đỏ thôi. Ghi lên đâu tay Huyền Nguyễn để lại số điện thoại rồi, ok nhá. Giờ chị gọi lại cho mọi người nhá. Hoặc là ai không comment ở đây thì inbox cho bên em. À quần không ai, chị vừa like lúc đầu rồi, Tuyết lại ạ. Chị Tuyết Anh ơi, để lại số điện thoại cho bên em đi. Để lại số điện thoại cho bên em đi ạ. Để em chốt đơn cho mọi người nhá. Đây để em bảo ký mặc nhá, em bảo ký mặc. Mặc cái gì ạ? Mặc cho chị ký màu này chị xem. Nhưng mà còn mỗi một. Báo chị thì chỉ còn một cái. Chị còn mỗi một cái, mà ít cái giờ. Ít là chị 65 cân. Đây em mặc theo yêu cầu của chị nào ấy. Tới cái này còn mỗi một cái size to thôi. Đây đây, quý đang mặc đây chị. Nhưng mà đây là rêu đậm đấy nhá. Bảo chị phải là rêu đậm. Đây màu rêu đây chị ơi. Ôi em mặc XL rộng lắm. Chất chất dạ nhung. Chúc rồi chiều công việc của mình chị mặc áo dạ gì lên đâu tây 57 cứ mặc được em ạ. Chị ơi, dạ canh nó là chất dạ nhung, chất dạ nhung. Chị ơi, dạ hàng hay lắm, đẹp. Nó không phải là quá dày đâu nhưng mà nó khá ấm và nặng. Nó dạ ép mà dạ ép chắc luôn đấy. Sát nách đâu tay size M rồi, em chụp lại màn hình rồi. Còn chị nào mà chưa inbox được hoặc chưa gọi điện được thì comment cho em để em gọi lại nhá. Áo đang mặc mấy tiền? Chị ơi, áo em vừa mặc đấy là còn một cái XXL 250. Còn một cái XXL 250 chị nhá. Rồi ok các chị nhá, chị nào còn sót chưa comment được thì comment cho em để em vào em gói hàng cho chị. Đây chị này, chất đây, chất áo dạ của em bán đây. Các chị ơi, chất rất là đẹp, mỗi tội là size nó hơi to thôi. Đúng rồi chị ạ, khô, ngô khoai mất mùa. Em chào chị có face rất là ấn tượng. Đây ạ, à, em quay gọn chất mọi. Chị ơi, Phương ơi, ship tại Hà Nam á, em hay mua hàng bên chị thì em đặt qua Shopee đi. Vâng, chị Đáng Thu ạ, à. Ok chị Đáng Thu. Em mặc lại bên đèn đỏ cho mọi người xem nhá. Các chị ơi, mặc đi mặc lại rồi. Chiều các chị hết mức có thể rồi.
Đây em mặc lại đây. Đây, em mặc lại đây. Chị ơi, 1m62 cân mặc XL thôi. Chị Mỹ Hạnh à, mặc XL thôi. Áo len đang mặc em có màu đen này, màu trắng nữa. Em ở Yên Mô Ninh Bình ạ. À. Chị Bezu ơi, cái đấy là cái size to lắm, XXL nhá, XXL nhá. Shop bạn là thế nào? Shopee à? Shopee là đây, Shopee là cái này nha các chị nhá. Em dành hết thời gian để nhận tư vấn cho các chị. Shopee là một cái phần mềm ứng dụng trên Shopee các chị nhá. Đây là Shopee này đó, các chị nhìn không này? Đây là Shopee. Đây là Shopee của em. Các chị vào đặt hàng sẽ được free ship, nó kiểu như Lazada các chị. Vâng. Nó kiểu như Lazada các chị ạ. Đấy. Đây là Shopee của bên em các chị nhá. Đây là Shopee của bên em mà lúc nào cũng full đơn luôn. Lúc nào cũng full đơn luôn đấy. Đây là Shopee của bên em. Các chị có thể vào đây để mua các sản phẩm của bên em. Đấy, các chị có thể vào đây để mua các sản phẩm của bên em nhá. Đây ạ. Đây là Shopee của bên em ạ. Các chị có thể vào để mua các sản phẩm của bên em, đặt hàng bên em và được free ship nhá. Đây ạ, các chị nhìn rõ tên chưa? QT Việt Nam xuất khẩu. Đây, em sẽ quay lại ngược cái camera cho mọi người nhìn nhá. Đây, đây là Shopee của bên em các chị nhá. Đây, đấy, đây là Shopee của bên em các chị nhá. QT Việt Nam xuất khẩu, các chị nhớ chưa? Đấy, vào đây thì các chị có thể nhìn thấy những cái sản phẩm của bên em. Các chị có thể nhìn thấy những sản phẩm của bên em. Đấy, đây là có rất là nhiều mã giảm giá cho các chị nhá. Đấy, các chị thấy chưa? Rất là nhiều mã giảm giá. Ví dụ chị muốn mua sản phẩm gilê nhá. Chị muốn mua sản phẩm gilê thì các chị ấn vào mua hàng. Ấn vào mua hàng nhá, ấn vào mua hàng và chọn cho em nhá. Màu sắc, đấy, rất là dễ đúng không? Ok các chị nhá. Rồi, xin chào tất cả các chị ạ. MQ72 hết hàng rồi Mai Lê ơi. Rồi, xin chào các chị nhá, xin chào các chị nhá, hẹn các chị ở buổi live sau nhá. Chúng ta sẽ hẹn các chị ở buổi live sau nhá, xin chào các chị nhá.